canh giữ tiền bạc, chiêu tài, gọi là chiêu tài, có chữ chiêu nó ha. Có chiêu đây. Chiêu tử canh giữ tiền bạc. Canh giữ luôn anh. Giữ à? Giữ hết, giữ tất cả. Còn con cái là để canh giữ những cái mồ mả lăng tẩm rồi ha. Con cái. Cái đó là thành con cái, người ta không có trưng con cái trong cái hàng quán của họ. Thì đó là cái con canh giữ lăng tẩm mồ mả thôi. Với con đực thôi ha. Nên mình thấy là ai mà thỉnh con đực con cái về là bậy, không có đúng cách. Tỳ hưu cũng vậy, muốn sờ nó là phải sờ từ đầu cho tới đuôi. Không có đụng vào mắt của nó, không có đụng vào mũi của nó, không có đụng vào miệng của nó. Dạ. Miệng là ngậm tiền tài á, mũi là hửi tiền tài. Rồi, siêu phụ tới. Rồi, chào bác, chào các bạn ha, chào các bạn. Chào bữa trưa ha. Các bạn tham quan cái quảng tỳ hưu này á, thì các bạn cũng biết là tỳ hưu nói về sức khỏe bình an, gặp nhiều may mắn ha. Tỳ hưu với các tôn giáo không có đụng chạm gì hết. Phật giáo đạo thiên, chú đạo thiên lành là không có vấn đề gì hết á. Tỳ hưu thì nói về phong thủy thôi. Tỳ hưu thì có một cặp mình phải biết phân biệt con cái với con đực. Con cái là cái đầu không có cái sừng, là chỉ chân có tấm hình này cho các bạn xem là thấy chưa. Tại sao chân tấm hình không có chân nguyên con là tại vì người sống mình không nên thỉnh con cái tỳ hưu. Con cái tỳ hưu là để cho người ta chết và qua đời giữ mộ mã, biết không? Người sống mình thỉnh là thỉnh con đực, mình làm sao phân biệt con đực? Con đực là cái đầu phải có cái sừng nè, thấy chưa? Hai con này là con đực hết, đầu dòng. Hai cái này là lỗ tai, chính giữa là cái sừng. Còn toàn quảng trong tụ kiến tỳ hưu toàn là con đực hết chứ không có con cái nha. Ngày xưa ông vua cho tên tỳ hưu kia bằng thiên lộc, là thiên chi phước lộc, là để cho các bạn mỗi người có tài hoặc có lộc. Đầu dòng, mình ngựa, bốn cái chân kỳ lân là tứ bát tượng đó. Mình giúp tỳ hưu đừng có đụng cái mũi với cái miệng của tỳ hưu. Cái mũi thì hữu tài bốn phương, cái miệng thì cắn tài vô cho mình không có da là tại vì không có hậu môn. Tại sao không có hậu môn là tại vì người ngày xưa người ta truyền thuyết ông vua Ngọc Hoàng có chín thằng con trai. Con trai út nhất là tỳ hưu, là tỳ hưu quậy quá đi. Tỳ hưu đi cầu tầm bậy để cho Ngọc Hoàng đạp trúng cái phân của tỳ hưu. Thì Ngọc Hoàng mới xách nó lên, mới dỗ cái mông đó, bởi vì bịch lại hậu môn, không có hậu môn. Hả miệng không có ăn cơm, không có ăn gạo. Các bạn biết tỳ hưu ăn cái gì không? Dạ. Chánh xác. Tỳ hưu là cắn vàng bạc châu báu cho mình, là cắn tiền tài cho mình, có vô không có dai đó. Là bây giờ các bạn muốn lấy tài lộc tỳ hưu đem về Việt Nam, thì trong lòng các bạn mỗi người muốn cầu cái gì, các bạn nói muốn cầu cái gì? Không biết hả? Cầu sức khỏe. Mình cầu sức khỏe xong rồi mới cầu tiền tài, đúng không? Thí dụ bây giờ mình không có sức khỏe bình an, mình có tiền á, thì người ở thiên đàng, tiền ở ngân hàng làm sao mình sử dụng, đúng không? Bởi vì mình phải có sức khỏe mới có tất cả ha. Là bây giờ tay trái vuốt trước, tay trái là thiên thuộc về dương, tay phải là âm là thuộc về địa, là thiên địa nhân là phúc lộc thọ đó. Tay trái mình giác lên đầu dòng, tay phải mình giác lên tay trái, mình theo kim đồng hồ dòng ba dòng, 1, 2, 3, từ đầu mình vuốt tới xuống đuôi, mình nắm lên khí tài, nắm lên sức khỏe, nắm lên tài lộc. Đàn ông mình để vô túi quần đem về Việt Nam sức khỏe bình an, gặp nhiều may mắn. Còn phụ nữ mặc đầm á, có cái vỏ sách ngoài trước, mình lấy tài lộc mình để vô vỏ sách, cũng đem về Việt Nam sức khỏe bình an, gặp nhiều may mắn ha. Còn trẻ con á, trẻ con chưa có gia xã hội á, còn đi học, thì vuốt xong để trên đầu để học hành thông minh mở trí tuệ. Giờ bây giờ các bạn muốn trúng quyệt lót 200 tỷ thì lại đây vuốt. Lại đi sắp hàng vuốt đi, rồi hai bên vuốt, tay trái trước, tay trái đi, tay trái. Giờ tay phải giác lên đầu vòng, vòng kim đồng hồ, kim đồng hồ vòng ba vòng, đúng rồi, vuốt xuống. Rồi, ba vòng thôi. Quốc nó 5 vòng. Ba vòng vô số. Rồi, nắm lên sức khỏe tài lộc rồi. Bỏ vô túi. Rồi, giúp đây, chồng ba vòng. 1, 2, 3, vô số. Rồi, vô số. Rồi, nắm lên sức khỏe tài lộc ha, đem về ha. Rồi, giúp đi. Bỏ đầu. Tay trái trước, rồi rút vòng ba vòng, 1, 2, 3, rút xuống, rồi nắm lên sức khỏe tài lộc, rồi bỏ vào túi, sao tính cái đó, rồi rút xong rồi để trên đầu á, rút lên sau đây, rồi để trên đầu, Please take a seat inside.
đây. Yeah.